Tôi bị nhốt trong một nơi như chuồng chim ở đồn cảnh sát. Mấy ông nhốt tôi vào cái chuồng này hả? Các ông phải cảm thấy xấu hổ chứ. Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người dở hay. Tí tin tức luôn mang lại những tin tức mà quý vị khán thính giả phải vịn chặt ghế khi nghe, như tin tức bên dưới đây. Nếu như ở Việt Nam, quý vị không đóng tiền rác thì sẽ có nhiều cách xử lý. Nhưng các bác thường hay nói vui, không đóng tiền rác thì không đổ rác, thì nhà mình sẽ hôi vì sống trong rác. Đơn giản vậy thôi. Nhưng ở Mỹ có như vậy không thì có trời mới biết. Tí tin tức xin mời quý vị đến thành phố Valley, tiểu bang Alabama và chứng kiến câu chuyện lạ đời nhất. Ngay trong một đất nước được xem là hiện đại nhất, văn minh nhất và đầy tính nhân văn nhất thế giới như Hoa Kỳ. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn rằng các quý vị khán thính giả đã thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhất của kênh. Khi nhìn thấy xe cảnh sát từ cửa sổ nhà mình vào tuần trước, bà Martha Manafield đã đi đến trước cửa để nói với viên cảnh sát bên ngoài rằng anh ta đã đến nhầm nhà. Bà nhớ lại, viên sĩ quan hỏi, bà có phải là Martha Manafield không? Sau khi bà Manafield 82 tuổi trả lời có, bà cho biết viên cảnh sát đã trả lời, vâng, bà Martha, tôi phải bắt bà. Bà Manafield nói rằng bà ấy không thể tin vào mắt mình. Khi bà ấy hỏi tại sao với đôi mắt tròn xoe, bà ấy được cho biết lệnh bắt giữ bà ấy đã được ban hành vì một hóa đơn rác chưa thanh toán. Số tiền rác quá hạn chỉ $77.80 theo Associated Press đưa tin cách đây 5 ngày. Ngay sau đó, viên cảnh sát theo Manafield vào nhà, trong khi bà lấy một chiếc áo len, rồi còng tay bà ấy ở phía trước. Bà bị đưa đến nhà tù thành phố Valley, Alabama, một thành phố có khoảng 10.000 dân, cách Montgomery khoảng 1 giờ về phía đông bắc. Là cư dân của thành phố trong gần 3 thập kỷ, Manafield nói với tờ The Washington Post rằng bà rất vui vì các cháu của bà, những người thường ở nhà bà vào một số ngày cuối tuần, không có mặt để chứng kiến bà bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2022. Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra, đặc biệt là khi anh cảnh sát phập còng tay vào cổ của tôi, bà nói. Đó là điều khiến tôi sợ hãi. Thành phố đã đăng lời giải thích về vụ bắt giữ bà Manafield trên Facebook vào thứ Ba. Trong những ngày kể từ đó, hàng nghìn người đã tố cáo vụ bắt giữ. Trong đó, một số người mô tả trong các bình luận là đáng xấu hổ và thảm hại. Matt Van Houten, một người bạn thân của gia đình bà Manafield, là một trong số những người tố cáo vụ bắt giữ. Van Houten, 35 tuổi, nói với The Post, lúc đầu, nó giống như những câu hỏi, bạn có nghiêm túc không? Họ bắt bà ấy vì một hóa đơn rác ư? Điều này thật là buồn cười đến kỳ cục. Manafield bị buộc tội tiểu hình, không trả phí chất thải rắn cho một hóa đơn chưa thanh toán trong các tháng 6, 7 và 8, AP đưa tin, trích dẫn các tài liệu của tòa án. Vào tháng 8, các quan chức thực thi luật pháp của thành phố Valley đã đưa cho Manafield một trác tòa, có chỉ thị hướng dẫn bà ấy ra hầu tòa vào ngày 7 tháng 9 sau khi họ không thể liên lạc với bà ấy qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp tại nhà của bà để thảo luận về các cáo buộc quá hạn theo tuyên bố của thành phố. Sau khi bà ấy không xuất hiện trước tòa, một trác tòa đã được ban hành cho Manafield vì tội không trả tiền đổ rác. Nghe xong tội danh, quý vị sống ở Mỹ có cảm nhận rằng dường như cái gì cũng có thể đi tù được từ những chuyện không ai có thể ngờ, như vụ việc một bà làm từ thiện cũng bị bắt và cảnh cáo nhốt tù. Tí tin tức đã đưa tin, xin quý vị xem link liên kết ở phần bình luận bên dưới. Trong khi các sĩ quan của chúng ta có thể sử dụng phán quyết tùy ý của họ đối với một số vấn đề nhất định, nhưng việc thi hành lệnh bắt giữ do tòa án ban hành và được ký bởi một thẩm phán không nằm trong số đó, cảnh sát trưởng thành phố Valley Mike Reynolds cho biết trong thông cáo báo chí mới đây. Reynolds cho biết bà Manafield đã được các sĩ quan đối xử tôn trọng trong thời gian bị bắt giữ. Anh ấy đã không trả lời ngay cả một tin nhắn điện thoại tìm kiếm một cuộc phỏng vấn.
thành phố đã đình chỉ dịch vụ thu gom rác của bà Manifield 3 lần trong 2 năm qua vì thiếu thanh toán. Thông cáo báo chí cho biết, kể từ năm 2006, Manifield đã có 22 vụ việc khi các dịch vụ rác của bà bị đình chỉ hoặc thu hồi, theo thông cáo báo chí. Bà ấy đã bị bắt vào năm 2006 sau khi không thanh toán hóa đơn rác trị giá 206,54 đô la theo hồ sơ tòa án mà AP có được, nhưng vụ việc đã bị bác bỏ không rõ lý do. Trong vụ việc gần đây nhất, Manifield nói với The Post rằng bà đã không nhận được các cuộc gọi hoặc thông báo cho bà ấy biết các khoản phí chưa thanh toán. Con gái của bà Manifield, Nikki Tucker, người giúp quản lý các hóa đơn của mẹ, nói với đài CBS địa phương rằng phí rác thải chưa thanh toán sẽ không dẫn đến việc bị bắt giữ. Vì đây không phải là một hành vi phạm tội, Tucker nói. Bên dưới bài đăng trên Facebook của thành phố, nhiều người đồng ý với Tucker và những người bình luận đến từ những người hỏi làm thế nào để giúp thanh toán hóa đơn của bà Manifield. Theo Mark Alvey, nhân viên tiếp tân tại văn phòng thư ký quận Chamber cho biết đã có 1 triệu người đề nghị thanh toán hóa đơn của bà ấy. Mặc dù vậy, cô ấy nói với The Post rằng số tiền còn lại không thể được thanh toán cho đến ngày ra tòa tiếp theo của bà Manifield vào tháng 1 năm 2023. Tin tức về việc bà Manifield bị bắt đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng thành phố Valley sau bài đăng trên Facebook của thành phố. Khi Van Hilton nói với cha mình về việc bà Manifield bị bắt, những lời đầu tiên ông ấy đáp lại là "Tôi sẽ trả hóa đơn rác cho bà ấy. Tôi yêu người phụ nữ đó." Van Hilton và gia đình của anh ấy đã biết Manifield, người mà anh ấy hay gọi là bà Martha, trong nhiều năm. Anh ấy gọi bà ấy một trong những người tốt nhất mà anh ấy từng gặp. Anh ấy nói, mẹ anh ấy với bà Manifield là bạn thân khi Van Hilton lớn lên và gắn bó với nhau nhờ công việc chung của họ là chăm sóc trẻ em ban ngày ở thành phố Valley. Anh ấy nói, và thật trùng hợp cả hai đều tên Martha. Một trong những lần cuối cùng Van Hilton nhìn thấy bà Manifield là tại đám tang của mẹ anh ấy vào năm 2011. Việc còng tay bắt giữ bà Manifield giống như một sự xúc phạm, Van Hilton nói. Vào thứ Sáu, Van Hilton ghé qua để gặp bà Martha tại nhà của bà ấy. Bà ấy nói với anh ấy rằng nhiều người đã đến để xem họ có thể giúp đỡ như thế nào, giống như anh ấy vậy. Tôi thực sự cảm thấy tốt khi họ quan tâm đến những gì đang xảy ra ở đây với tôi, Manifield nói với The Post vào thứ Bảy tuần rồi, 3 tháng 12 năm 2022. Tí tin tức sẽ cập nhật thông tin về việc ra tòa của bà vào tháng 1 năm 2023, ngay khi có thể, và cũng hy vọng rằng lãnh đạo thành phố và tòa án hãy làm theo khẩu hiệu của thành phố Valley, bang Alabama, where people care and share, là nơi mọi người quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe tí tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí hôm nay. Để ủng hộ Tí, xin quý vị vui lòng nhấn thích, bình luận và chia sẻ để cho kênh phát triển. Tí chân thành cảm ơn.